Vâng, các bạn quay trở lại với Lobby Channel. Hôm nay mình về Lobby đi du lịch ở cà phê. Cà phê gì? Bích Thu. Cà phê gì bạn ơi? Con cà. Mình là bạn của Lobby sẽ có một ngày thư giãn ở trang trại cùng nha bạn. Các bạn hãy nhớ đón theo dõi video này và đừng quên đăng ký, like, share và bình luận bên dưới để ủng hộ kênh nha các bạn. Bây giờ hành trình mình bắt đầu thôi. Biết đâu khu này là khu trong nhà lồng các bạn, có phục vụ các bạn muốn nước luôn. Để các bạn đi chơi ở bên đây là bên phải mình là bồ câu nha bạn. Cái này là cái chạy nuôi bồ câu nha bạn, các loại chim bồ câu nha. Còn bên đây bên trái mình là con chim công nha mọi người. Đây chim công đây, bạn chim công này còn rất là trẻ, mới có 35 tuổi rồi các bạn. Đã đẻ ba lứa con nha bạn. Đây là con chim chồng, con chim vợ, nó nắp bên kia bạn. Nuôi nhốt trong đây tại vì mấy bạn thỏ ở đây là mấy bạn thỏ đang bị mắc Covid nha bạn, cho nên phải cách ly trong đây. Yeah.